Vì sao? Xá Lợi Tử, vì không nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu, với phương tiện thiện xảo, nên dù đem các căn lành đã tu được để hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nhưng các bồ tát này vẫn rơi vào hàng thanh văn hoặc bậc độc sắc. Lại nữa, Xá Lợi Tử, có những bồ tát từ lúc mới phát tâm chẳng lìa tâm trí nhất thiết trí, thường lấy đại bi làm đầu, siêng tu bồ thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự, cũng thường nhiếp thọ bát nhã ba la mật đa thâm sâu với phương tiện thiện xảo. Tuy có niệm giới uẩn, định uẩn, tuệ uẩn, giải thoát uẩn, giải thoát trí kiến uẩn của chư Phật Thế Tôn trong quá khứ